đây là cháu họ của mẹ. Ô, em gái đây à? Đây, cháu vào đây nói chuyện với chị nhá. Chị ơi, đi lấy cho em cốc nước. Nước trong tủ ấy. Có bao nhiêu chị cứ mang hết ra đây. Nhanh lên, không lẽ mách bác chị bắt nạt em đấy. Nào. Em làm cái gì ấy? Đồ của chị cơ mà. Đồ của chị cũng là bác tôi mua cho. Mà bác tôi mua cho thì tôi dùng thì có sao đâu. Bỏ lại. Tôi không bỏ. Chị bỏ ra. Rồi ạ. Vợ nhường em nó một tí. Thế có chuyện gì đấy? Con chỉ dùng một ít kem nền của chị thôi. Thế mà chị đánh con. Không phải đâu mẹ ạ. Con dâu, dù gì cũng là họ hàng ruột thịt nhà mình mà. Chị tao cũng chỉ là người ngoài thôi. Thôi đi, thế là đủ rồi đấy. Đây là con dâu bác chứ không phải là người ngoài. Cho dù cháu có là họ hàng ruột thịt, nhưng nếu động vào con dâu bác là không được. Thôi, nó đi ra ngoài đi. Mẹ ơi, chiều con xin phép mẹ cho con qua nhà ngoại. Với cả mẹ có 10 triệu không cho con vay không ạ? Cái gì? Cô về nhà cô vay tiền tôi làm gì? Thế thôi, con xin phép ạ. Bố, cho thẻ này có 5 triệu, bố cầm tạm ạ. Con dâu, con gái lấy chồng như bác nước hắt đi. Có đâu thông ra, tôi nói với ông thế này nhá. Tất cả sau này những đồng tiền con dâu tôi kiếm được đều phải chăm lo cho gia đình nhà chồng. Mẹ chồng thật sự là như thế sao? Con xin phép ạ. Quay lại. Thôi xuống đây. Đây, trong này có 50 triệu. Mẹ, 50 triệu thì nhiều quá. Nhìn thấy con gấp gáp như thế, mẹ biết là có chuyện. Con cảm ơn mẹ. Làm chuyện. Tôi nói cho ông thông gia biết nhá. Tiền bạc, nhà cửa, ruộng vườn, ông đưa cho con trai ông lúc nào tôi không cần biết. Không thể 5 lần 7 lượt ông đến đây, ông vòi tiền con gái ông để đưa cho con trai ông được. Tiền ý, là mồ hôi, là xương máu của nó, chứ không phải là lá mít mà ông thích ông nhặt rồi ông đưa cho con trai ông được. Chồng đâu rồi? Chồng em đi công tác, thừa xong mới về chị ạ. Chồng đi công tác ở bụng thì mình đây kia. Mẹ con tôi đi qua đây thấy nhà cô Linh rông rả. Thế có chuyện gì vui thế? Chồng đi công tác ở nhà chả biết léng véng với ông nào. Bụng phình ra rồi. Chỉ là cháu mới sinh em bé nên là bụng phình ra, chứ cháu có bầu gì đâu ạ. Dù cháu đã dùng rất nhiều phương pháp để giảm cân như là luyện tập rồi dùng thực phẩm chức năng nhưng mà cũng không hiệu quả cô ạ. Con dâu của cô vừa mới đẻ xong, cô đã nhờ bạn cô làm bác sĩ hướng dẫn cho cách bảo vệ sức khỏe sau sinh. May có mẹ chồng em nên là em mới biết được phương pháp latex liên tục về cassette. Phương pháp này được bác sĩ khuyên dùng nhưng rất là hiệu quả và an toàn. Với cả rất là phù hợp với chị em phụ nữ sau khi sinh đấy ạ. Phụ nữ hiện đại nhá, phải làm mình đẹp lên thì chồng con mới nở mày nở mặt được chứ. Còn cô nữa, cũng phải làm cho mình xinh đẹp lên đi. Cháu xin lỗi. Không sao đâu chị ạ, lần sau chị cứ chắc chắn điều gì chị đã nói. Mẹ ơi, mẹ có thấy cái cốc nước con mua để trên bàn không ạ? Không biết. Này 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 này, ai cho cô cho vào đấy? Con cho làm một tí thôi mà mẹ, mẹ cứ làm quá lên. Mẹ cứ lấy cớ để mắng con thôi. Này, ai cho phép cô tự ý đổ bột giặt? Nước xả vải đâu? Cháu tôi nó nhỏ, da nó mềm như thế, nó dị ứng, nó ngứa à? Mẹ ơi, đây là bột giặt roi 2 trong 1. Giặt với xả trong một bước thôi mẹ ạ. Trong một bước thì làm sao vải nó mềm được? Mẹ không tin, mẹ cứ thử sờ vải áo con mà xem này. Vừa mềm lại vừa thơm. Ôi hay quá nhở. Ơ, hai mẹ con làm hòa rồi à? Đấy, mẹ có nói thẳng ra như thế phải tốt hơn không? Cái thằng này. Mẹ bảo này, không cho cái rượu uống cái nước này nhá. Xanh lè xanh lẹt ra, toàn hóa chất. Nó thì đang cho con bú, uống vào là hại sức khỏe đấy. Mày làm chồng thì phải quan tâm đến vợ. Nó đang nuôi con nhỏ không được ăn mặn, hiểu chưa? Con cảm ơn mẹ ạ. Con dâu, ăn sáng đây này. Sữa ngũ cốc mẹ pha cho. Có mỗi bữa sáng thôi mà để mẹ phải lo. Mẹ ơi, ôi thì cả đêm con gái mẹ. Con gái mẹ. Con gái á? Mẹ có con gái từ bao giờ sao con không biết? Ôi, đi đường chắc là mệt là đói đúng không? Đây, sữa ngũ cốc mẹ pha đây, con uống đi. Ơ, cái này của con mà mẹ. Con là con dâu, làm sao mà so bì với con gái nuôi của mẹ được. Đúng vậy, con thích mẹ ạ. À này, là con gái của mẹ là không được ăn mặc thế này đâu. Bây giờ mẹ đưa ra shopping mua mấy bộ đồ đẹp nhá. Dạ. Vợ này, em hiểu lầm rồi. Thực ra ấy, Phương ấy, là con gái cô bạn thân của mẹ. Ngày xưa giúp đỡ gia đình mình rất là nhiều ấy. Nhưng mà cô ấy không may bị bệnh hiểm nghèo nên mất rồi. Nên là cô gửi gắm Phương cho gia đình mình. Chứ chuyện không có gì cả nhá. Mẹ, tự nhiên con thèm thanh long quá.
bây giờ phải làm như nào nhỉ? Thẻ bán thanh long á? Đơn giản. Ô, mẹ cũng biết shop bị phạm á? Trời ơi, toàn hoa quả tươi luôn á mẹ ạ. Con chọn đi. Chồng Bình Anh, ra lấy. Thôi, vợ ra lấy đi. Mẹ, đi ra, con ra lấy đi. Nhanh lên. Thanh long của con đây rồi. Ờ, nhưng mà bây giờ ai là người bồ hả mẹ? Để mẹ. Con rồi. Ơi, con gì ăn luôn xin mẹ. Ngon mẹ. Mẹ lại thèm uống nước dừa. Con có thích không? Mẹ lại quá đúng với con. Con khát nước. Đây. Con mới là con đẻ của mẹ đây. Kệ. Con gái mẹ về chơi đấy à? Chuyện gì mà mặt mũi lại nhăn nhó thế hả con? Mẹ chồng con ấy bắt con giặt quần áo. Bà bắt con làm từ sáng đến tối á. Thằng mắt cả cuồng mắt lên rồi đây này. Bây giờ cứ nhìn những người ngoài là đầu tôi nổ tung lên rồi đấy. Đi ra ngoài đánh hộ tôi đôi giày đi. À, đánh luôn cho mẹ đôi giày nhá. Giặt hộ tôi bộ quần áo. Đây, áo của em xong rồi. Sao nhanh thế? Đồ của tôi không giặt qua loa được đâu đấy. Thơm thế, giặt bằng cái gì đấy? Chị dùng bột giặt roi 2 trong 1, không cần dùng nước xả vải. Nhưng quần áo vẫn rất là thơm lâu này và mềm mịn đấy. Thế sao không bảo tôi sớm? Làm à, tôi khổ với bà mẹ chồng tôi. Thôi con, nhìn chị là mẫu hình lý tưởng nhá. Đây là phần thưởng mẹ tặng con vì đã đánh giày giúp mẹ. Ôi. Mẹ, thương con dâu hơn cả con đẻ rồi đấy. Tất nhiên rồi. Em làm gì vậy? Em đang chia đều nhà ngoại một nửa, nhà nội một nửa. Không được, để ở nhà phải nhiều hơn. Đều đến thế nào? Thì có mấy quả mận thôi mà, cho máy phải tính toán thế nhở? Phải lo cho nhà nội trước, nhà ngoại tính sau. Nhà mình có thiếu thốn cái gì đâu, sao anh cứ phải chi li như thế? Lấy chồng phải theo nhà chồng chứ. Này, anh đừng có mà quá đáng nhá. Sao thế? Con trai tôi nói đúng đấy. Nhà nội, nhà ngoại không được bằng nhau. Con đem về biếu ông bà ngoại. Ông bà thông gia nuôi dạy con bao nhiêu năm vất vả, con chưa bao hiếu được chút nào, đã về đây làm dâu mẹ nên có thứ gì phải biếu ông bà ngoại phần hơn. Còn mày, mày đối xử với bố mẹ vợ như thế nào thì sau này con rể của mày sẽ đối xử với chúng mày như thế. Từ lần sau trích một phần lương biếu ông bà ngoại cho sáng mắt mày ra. Kìa mẹ. Cô Hương, mẹ cháu bảo là biếu cô ít hoa quả. Ờ, cô cảm ơn, em ngồi xuống đây. Vào lấy cho chị cốc nước con. Vâng ạ. Đây ạ, em mời chị uống nước. Chị xin nhá. Em có nhá. Việc nên là xin phép vào trong luôn ạ. Con dâu cô lạnh lùng thật đấy. Thấy khách sang chơi mà cứ đi tọt vào trong phòng thế. Mà cô là cô phải dạy lại con dâu đi. Bắt nó làm nhiều việc vào. Ừ, nhà cô cũng có nhiều việc lắm đây. Hay là để cháu đi. Để cháu dạy cho. Chị Âu, em lau giúp chị nhá. Chị lỡ tay làm đổ cốc nước mất rồi. Này, con dâu về nhà chồng là phải dậy từ 4-5 giờ sáng. Chứ là chị thấy mày 7 giờ sáng mới dậy, thế là muộn quá em ạ. Ui, cứng thế. Này, mày vào lấy hộ chị con dao, bổ cái này ra đi. Cứng như này thì làm sao? Nó là con dâu cô hay là con dâu tôi? Không cần phải cứng ngữ hàng xóm như cô dạy dỗ nhá. Thôi, cô đi về đi. Vô duyên quá cơ, đi về. Cảm ơn mẹ.